bà ta thường nói sức khỏe là vàng hay sức khỏe bắt đầu từ căn bếp của mỗi gia đình, đúng không anh chị em? Nhờ hồng ân Thiên Chúa, Lan Anh may mắn được hiểu biết chút ít về hành trình tự chăm sóc bản thân khi chưa quá trễ. Nay, Lan Anh rất vui chia sẻ lại với anh chị em chương trình học hiểu này để tự chăm sóc bản thân hoàn toàn miễn phí nhé. Miễn phí, nhưng chất lượng hơn cả chương trình đóng phí nha. Vì toàn bộ chương trình học đều online. Người đăng ký sau khi được chấp nhận có tài khoản riêng để học, học bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào thuận tiện, miễn là có điện thoại hay máy tính có kết nối với Internet. Thường xuyên được học trực tuyến qua Zoom với các chuyên gia, bác sĩ chuyên ngành về việc tự chăm sóc sức khỏe. Tuyệt vời chưa? Nhấn vào liên kết bên dưới video để đăng ký chương trình nhé. Hẹn gặp lại anh chị em.